Hello, hello, xin chào mừng anh em trở lại kênh YouTube anh em mọi người. Ok, như hôm qua mình đặt thử cái lú mình nói, hôm nay mình đặt luôn ăn. Thì cái đang cũng tới mạng nước luôn, với phần hôm mình đặt mình dở cũng ít ký vậy mà cảm thấy tôm xấu rồi nè em ạ. Nó xuống màu hơn đợt trước nữa, chắc mình đặt luôn á. Ok, thì sáng hôm nay thăm thử được nhiêu nữa nghe anh em. Chung không gài đặt cũng có 300 ngoàn tôm chứ gì. Giờ đi giả nè, Lady and Gentleman, cái đầu tiên. Uống gà luôn, chắc tôm nhỏ. À, bún cả hôm bự lọt không ai luôn. Rồi, xong cái đầu tiên. Cái này có móc mấy cây gặp nè, hôm móc được dưới xuồng hai con nè, dưới vỏ là còn hai con như này chưa chói nè, dưới trong nhà được 1 con. Cua có giá và cố lên em ơi. Ai mà dắt này được ký cua gạch thôi là kiếm 7-800 này. Thì qua nó gạch tốt là ký 800 á. Lái nói đó. Lái gì mà đang cần lắm. Phải bán lái ở vườn thôi chứ gà ai ra giữa. Biết giữa nào ra. Cái thứ hai anh em ơi. Cái này là lú thưa nè, dở nhanh nè. Tôm lên giá hả? Tôm lên đó sao không lên? Nhiều luôn chứ lên có mấy ngàn. Mười mấy ngàn, 20 ngàn vậy đó. Lúc trước hàng ba là có 190, 180 vậy đó. Giờ 200, 201, 202 đó. Tùy thợ thằng cân đó. Rồi xong. Cái thứ ba. Hai cái nữa hết rồi. Mau vậy. Rồi cái này im ghe rồi. Ngộ ta. Nó yếu gì. Sóc mấy con vậy để cũng chảy ba con vậy. Cái thứ tư. Cái nữa hết rồi. Ủa cái này bao chạy tôm đỡ lại à? Cuối cùng cái kia ít lại. Đó, tôm con đó. Ít ra cũng 5-6 con gì cho nó đỡ, nó búng nghe vui tai. Mà cái lú này chạy tôm bự hơn nha mày. Bự hơn, đều đều hơn. Xong. Cái cuối cùng. Cái gì nhiều cái. Cái là bình thường nó vậy cũng đỡ lắm.
chung nãy giờ cá nào cũng chạy co cũng đỡ, có bốn chạch chạch, chỉ có cái thằng cái co đó là chạy có ba con ít nhất, cái này chạy được chứ, mấy trăm gram nửa ký không được đâu, 15 con là được nửa ký đó, 14 con 28, 14 15 con, rồi xong, đây xả được nhiêu nè, tổng hết, mua bữa nay giang mua còn có giá có 600-700 ngàn bạc. Cái lớn thì mua chưa có giá đó nữa, đó là tạp. Đồng tiền thiên. Chánh này báo. Chánh. Chánh. Anh bắt gì? Xô hết tụi đi được mập ơi, không có gớt đâu. Qua đặt cái lú cũng gõ này, đặt cái lú chắc hơn được 4 cái lú nữa, hơn được chút. Để coi hơn được mấy ký đây. Qua đây. Đây 20-30 con tôm. Rồi. 7,95. Ok anh em, mới giờ bắt mấy tôm xong nữa nha. Thì nay chạy được 230 con tôm anh em ơi. Được 8 kg. Thì chiều qua là 6 kg. Thì nay lên được 2 kg anh em ạ. Thêm 4 lú lên được 2 kg nha. Chắc đêm nay hết chạy lại quá, thấy sáng chạy ít quá. Rồi thì đêm nay còn được nhiều. Thôi clip mình chia sẻ với anh chút xíu thì thôi nha. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Anh em có gì like share ủng hộ kênh YouTube mình nha mọi người. Rồi, bye bye anh em. Quên gặp kịp anh em nữa, được 4 cua nữa nha. Rồi.